Tổng thống Y Ha đang kêu tôi qua bển kiếm làm gì á, nên là tôi đi đây. Tạm biệt. Ủa, đi gặp tổng thống Y Ha hả? Trời ơi, tôi định qua hãy vô qua nhà ông chơi mà giờ ông đi mất tiêu. Trời ơi, bây giờ mà tôi qua bển trễ là bắt công bị tới công chuyện luôn đó, nên là tôi phải đi sớm lẹ lẹ thôi. Ồ, ok vậy thôi. Trời ơi, chán thiệt mấy bạn ơi, định nhủ Y Ha đi chơi mà không gặp Y Ha rồi. Anh Y Ha, chị giúp mấy ơi. Đứng lại. Nhỏ nữa vào nhà mà sao nó biết được. Ủa, Y Ha đi mất tiêu rồi. Ủa, đi luôn rồi. Ơi, chị Jimmy. Bà ngoại em mới vô cho em cái gương này gửi tử dưới quê lên nè chị Jimmy. Ừ, cái gương rồi sao? Cho mày soi mặt mày đi, mày nói chuyện chi với mày? Nhỏ này gì không có biết. Đồ ở dưới quê bà ngoại em gửi lên là toàn là những cái đồ tha mị rồi này kia đó. Em muốn rủ chị chơi trò chơi đó chứ. Nhỏ này đâu? Nhìn là nó biết nó xạo, nó dụ mình nè mấy bạn ơi. Mấy bạn coi kìa, nó làm cho mình ngu lắm kìa. Mấy cái gương này nè, mua có bao nhiêu tiền đâu ở đó mà mày đặt dụ nít làm như cái tên mới lên làm gì nhỏ này. Nè em nói cho chị nghe nha, đồ của bà ngoại em là bà bỏ xong rồi nên là bà mới gửi cho. Để chị nói cho em nghe nha, cái này là mua trên mạng nè, em đặt ở trên mấy cái là giá với shop và dọp nè. Trời ơi, bà ngoại em biết chứ bộ. Bà cho em cái gương này là ta nói bà bỏ lâu lắm rồi, là vong hồn âm khí rồi này kia nó dữ lắm luôn. Thấy không? Em cũng ngủ đi chơi mà lúc nào mấy bạn ơi chơi á, bà ngoại con nhỏ này á là lúc nào cũng có đợt mình về quê với nó thì trời ơi tin em đi. Bây giờ chị ngủ ai chơi nữa đi anh Hai, anh chạy tao mất tiêu luôn rồi, định ngủ anh chơi. Thấy ra hình như là bận đi qua nhà của tổng thống rồi nên là sẽ không ngủ được khi ra chơi đâu. Ê, chị ngủ anh Hai nào đại đại đi anh Hai. Thấy ra nào hợp lý ta. Thấy ra nào hợp lý ta. À, đó rồi. Thôi, đi nha. Tạm biệt. Còn em. Vậy cuối cùng hả? Còn chị em. Chơi không? Đương nhiên là chơi. Chơi gì mới đi ngủ đó trời. Nghĩ sao với bà nội? Rồi. Bà nội ơi, bà nội. Vậy em về em chuẩn bị đồ đồ này kia nha. Chị đi ngủ anh Hai ha. Có gì rồi tối gặp nha. Tối nay ba gì vậy? 3 giờ. Rồi nhỏ này nó nói giận thì đào ghê quá mấy bạn ơi. Tối nay giờ 3 giờ. Tại nha chị. Ghê quá. Ba giờ được rồi. Rồi rồi rồi. Chị đi nha mấy bạn em. Bây giờ mình sẽ đi qua bển giữ gia đó từ nhà nha. Bây giờ thì mình sẽ đi dụ người đó thôi. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho Y Ha ra cha chơi. Mình sẽ bấm chuông dụ Y Ha ra cha mới được. Ổng đâu rồi ta? Trời ơi, để bấm tiếp coi. Bấm tiếp coi. Trời ơi, Y Ha ra cha đâu rồi ta? Bấm lại mới được. Y Ha ra cha. Nhưng không có ai ở nhà thì phải các bạn ơi. Hello Y Ha, bye bye chưa? Có chuyện gì mà bà đi vô nhà của Y Ha ra cha vậy? Hôm nay cậu ta đi về thế giới ra cha lai của cậu ta rồi. Ủa, tôi qua đây để dụ Y Ha ra cha đi chơi. Vũ cậu ta đi chơi sao? Nhưng mà cậu ta không có ở đây rồi. Cậu ta về rồi, đừng kiếm. Trời ơi, vậy là uổng công của mình mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Không có Y Ha ra cha lai. Thì Y Ha ba chứ không được. Mấy người này mà chơi trò chơi ma của tụi mình thì sẽ như thế nào nhờ? Ông đi chơi trò chơi là ông có trò này vui lắm. Chơi trò chơi sao? Cậu muốn chơi cái gì? Trò chơi ma, vui lắm. Trò chơi ma sao? Mà chơi đâu? Sợ ma nói hả? Chơi đây hả? Tôi đương nhiên là không sợ rồi. Tôi phải sợ chứ. Chúng ta sẽ chơi ở một cái nơi đó chính là làng Sinh Tố. Làng Sinh Tố? Đúng vậy. Là đừng nói với tôi là làng của bà nha. Đúng rồi, đó là làng của tụi tôi á. Đi qua làng của tụi tôi chơi. Tụi tôi có vậy nhiều thì người chơi. Đi, 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 okay, đi, đi, đi. Được rồi các bạn ơi, không có Y Ha ra cha thì chúng ta sẽ chơi gì vậy? Bà chưa mà cũng vui đó. Ủa? Mà ông có sức mạnh mà đúng không? Sao vậy? Ông còn sợ tôi gì hiểu nữa? Rồi. Bà cần một người đã bảo vệ chứ gì? Đúng rồi, tôi cần một người để bảo vệ cả đám. Được thôi, đi. Được, các bạn ơi, vậy thì tụi mình đi qua bên bển thôi. Let's go, hay vô, qua tới làng của tôi rồi nè. Được rồi, bây giờ thì đi theo tôi dẫn ông đi nè. Đó, tôi sẽ đi theo đây. La. Trời ơi, quên mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Hôm nay mình đi sớm quá nên là trời còn sáng nên là rồi, để em chơi nha. Đúng rồi, chơi trò chơi thì chỉ chơi được buổi đêm thôi à. Hay ba ba chớp ơi. Tám lúc mà chơi gì vậy? Trời ơi, em dốc cầu rồi. Ai đánh vậy? Chị dâm đúng không? Chơi là người ta mới chơi. Tôi có đánh đâu. Ôi em đang chơi chị ba ở đây. Cái gì vậy? Mình ba đập chắc ông trời đập á. Trả lại đây trời, tôi có đập đâu. Phá người ta chứ người ta đập ai rồi mà đang chơi. Tôi đứng xa luôn nè. Dọ đập cho đi. Đang chơi không phá đâu nha chị giúp. Đang đứng đây luôn nè. Nghe nghe tới ai nha. Ba ba chớp đập với mấy bạn ơi. Mình nhìn là mình biết rồi. Ôi ôi. What? Đây tôi đứng với ai ông nội nha. Hai ông nội. Nhìn cho nghỉ nha. Ôi ơi, đứng đây nha.
là có cục đá thì nó quăng nó bể cái bàn của tôi. Ai ném đá? Đúng rồi, chị ném đá đúng không? Chị ném đá đúng không? Rồi, tôi ném đá nào, kẹo hoài nha. Tôi ma đó, ma đó. Nhìn lên trời đi. Trời ơi, trời ngủ rồi. Đưa trời chỉ trần nè. Ma gì sáng quá trời, ma gì. Trên đầu tao không có một giống hồn đen đứng. Tên ngu ngốc nhét cái này thầy ba ba chớp không phải ma đâu hay không. Ồ, hi ha mới hả? Hi ha mới hả? Đúng rồi, tôi giới thiệu với mọi người đây chính là hi ha ba ba chớp, một người hơi đáng sợ nhưng mà không đáng sợ. Cái này mà hơi đáng sợ này quá đáng sợ, khác gì con ma đâu chứ. Trời nói chuyện này hoàng đi ông nội vậy ta. Bây giờ hi ha này dữ lắm đó, đây cũng là một sát nhân nữa, hung thua giác 14 ác giác 14 luôn á. Ừ đó, mình phải nói vậy nó mới sợ mấy bạn ơi. Trong lúc đợi chờ tao vậy thôi, chúng ta sẽ chơi đánh bài đi, chơi tỷ phú đi, nhiều cái để chơi lắm. Bơi chờ tỷ phú nè, đúng rồi. Tao muốn chơi không? Ủa, thế giới này có nhà của Y Ha đúng không? Có, ông muốn qua nhà của Y Ha không? Rồi, mọi người làm gì làm đi, tôi qua nhà Y Ha đây. Trời ơi, anh cứ tóc ẩn tận Y Ha mới ghê vậy. Mẹ mặn vậy. Ai mà còn hung dữ để cho nghe nha. Tôi còn sợ cái khứa Y Ha này á. Khứa Y Ha này á nha, có nhiều điều bí hiểm bí lạ lắm, nhưng mà dạo gần đây khứa này bớt bí hiểm mà nên là tôi hết sợ rồi. Lại bớt bí hiểm dữ chưa, nhìn khác con ma người ghê quá. Đúng rồi, tự nhiên tóc ẩn tận ẩn tận miệng cái gì hết hồn trời. Sao lần mưa hai người kìa. Trời ơi, chạy như hồ vậy chứ. Dẫm mây ơi, chào tay chào tay, có gì không? Trời ơi, trời ơi, có gì không nữa chứ, chị nhớ cái gì không, nhớ lời quên hẹn hả? Đúng rồi, hẹn tao. Ê, nhắc tới mới nhớ, trời ơi. Ủa, giờ đi chị đi ra ba ba chết cái đã. Hả? Có chồng ba chết là gì nữa? Ây da, ba ba chết, ây da, ba ba chết, ây da, ba ba chết, ây da, ba ba chết. Trời ơi, kêu nãy giờ mà sao ông nội này không chịu ra vậy ta? Trời chắc cũng ngon rồi. Vô kêu nhà nó tắt đèn, mở đèn hoài vậy chắc chập điện rồi quá. Trời ơi, chắc là không đóng tiền điện á. Ờ chắc trời vậy á, đi vô kêu coi. Dạ ba ba chớp, ba ba chớp. Ba ba chớp ơi. Không ai vậy? Ủa? Gì vậy? Tiếng gì vậy? Giống giống tiếng mấy con ma vậy. Tiếng gì vậy? Luôn á. Chơi chơi vào chơi luôn á. Tiếng gì vậy? Dạ ba ba chớp, ông lại ù tuổi tôi nữa rồi. Có gì đâu mà sợ. Đi mất rồi. Nè chuẩn bị sao lần lần tụi nó nè. Cái ngày mà mình bị cho đi hùng quà. Bây giờ mình hết sợ rồi. Có gì đâu mà phải sợ. Bây giờ đi đâu chơi đây? Đúng rồi, bây giờ sẽ chơi ở gần nhà tôi. Đó, vậy thì đi đây. Cái nhà tôi đâu mà đi chờ. Mà cái ông này cũng biết sao mà. Ủa cái bi, không biết sao ông nọ này biết nhà chị luôn á. Ghê thiệt chứ. Sao không biết được. Ghê. Vũ trụ của tôi cũng giống như này mà. Khác gì đâu. Đâu chạy luôn hả? Ồ, vậy là vũ trụ của Gia Ba Ba Chớp cũng y chang vũ trụ của tụi mình luôn mấy bạn ơi. À đù, được. Được rồi Gia Ba Ba Chớp ơi, chờ thôi. Được, vậy bây giờ thì chơi cái gì đây? Ủa giờ cái gương đâu bà nội? Bà nội không đeo cái gương hả bà nội? Từ từ, có em có chuẩn bị trong người hết rồi. Ôi, nhưng mà anh thì em sợ quá. Từ từ, bây giờ mình kiếm cái chỗ để mình chơi đi chị Dâm. À, chơi đúng không? Được rồi. Giờ tổ kinh chiếc xe đó dẹp đi. Chúng ta sẽ chơi đây luôn. Tụi phải lực sĩ đó cho tôi lên nổi chiếc xe này. Nha bà ba chớp, giúp tụi tôi lộn đi nha bà ba chớp. Được, dễ thôi. Giờ thì tôi cho cái này mất thôi đúng không? Đúng rồi, cho nó mất đi. Xe đâu rừng cũng đừng á. Xe lắc nó đuối luôn ơi. Trời ơi, trời ơi, lại đó tiếp kìa. Ở đâu? Ôi trời ơi. Ê, có khi nào này là... ngày mai Y Ha về nhà Y Ha chửi tôi không ta? Cái xe bay mất tiêu luôn rồi. Xe đó. Xe đó của Y Ha. Siêu lực sĩ luôn á. Trời ơi, giật cả mình. Hết rồi. Vậy làm gì đây? Chờ thôi. Ok, được rồi. Bây giờ thì đã đặt cái gương ra nè. Các bạn thấy không? Đó, trước mắt chúng ta là một cái gương. Trong đó có mình kìa. Hôm nay là rồi chớp mất tiêu nữa rồi. Cuối năm 2000. Ủa gì vậy? Để em bình tĩnh. Vậy cúng đi. Vậy mấy bạn ơi. Rồi để em cúng, em tập trung cái. Hôm nay là tháng 12. Hôm nay ngày dằm tháng giêng. Ngày dằm tháng giêng. 26 tháng mấy. Ngày cô quay người yêu cũ. Rồi tiếp đi, tiếp đi. Để cúng. Hôm nay là cuối năm 2024 rồi. Tụi con của 4 người tới đây chơi. Có 3 người à. Ba ba chớp đi rồi. Ba ba chớp đi. Hi ha ba ba. Hi ha ba ba. Ba ba chớp. Người đã đàng hoàng. Chị Jimmy. Ta không phải mà baby shark ta đu đâu. Dạ em xin lỗi anh. Ma gương.
thương. Rồi. Này quá nghĩ anh đây chơi với lại bốn người. Mày nói lớn được không? Tự nhiên khúc này nói nhỏ. Từ lỡ ma mày biết rồi sao nghe. Ơi, mất dạy thằng này. Điếc thì giờ nói to nói nhỏ thì cho chắc nó nghe được á. Hợp lý, cái này hợp lý nè. Rồi xong rồi đó. Ồ, vậy là xong nghi thức cúng rồi các bạn ơi. Và chúng ta sẽ chờ đợi để chơi. Ủa mà chơi trò này chơi sao? Không có chờ đợi. Công nhận ta nhìn trong gương cũng đẹp trai vậy. Đó là trò này á, là mình chơi mình sẽ gõ vô cái gương. Em cúng linh hồn này kia hết rồi đó. Rồi mình gõ vô cái gương nữa là mình thực hiện nghi thức. Hiểu không? Rồi em gõ vô gương đi. Dạ gõ vô gõ gương vô nó bể thì sao? Trời trời trời. Bể thì sao cái mi? Thì mình gõ cho nó bể mà nói vậy hả? Ủa, ai phải gõ cho nó bể hả? Hả? Tụi bay không biết rằng là nếu mà bể rương thì đó là một điểm xấu hả? Nghe chưa kỳ đó. Bể rương là điểm xấu quá đó. Chơi điểm xấu mà nói. Ủa, mình chơi ma mình chơi điểm xấu mà. Tao quên phải điểm xấu mà. Chết mất tiêu luôn rồi cha nội này á. Vũ ai á chị giúp mi? Vũ ai vậy? Vũ già đó. Mạnh lắm á, thấy chưa? Không lùng tiền. Dạ anh thật sự là anh kia tôi. Chưa gõ kính mà. Chưa gõ kính mà xuất hiện rồi. Kính ma xuất hiện không? Cái mi thì nó xuất hiện luôn rồi kìa. Ủa kìa mi ơi. Dở ngoài cây mi. Ơi. Cây mi. Cây mi. Ơi cây mi. Ơi chị ơi. Ơi chị ơi. Hồn con bò là tử rồi nha, ba chớp. Dạ, ba chớp đâu rồi. Ôi, chị mới thấy có cái gì lây nó chạy nè, dấu chân. Ê, con chân, con chân con ma đó. Chạy làm cái gì con ma được. Hả? Vậy tại sao lại có chuyện như vậy? Ôi, trời ơi, ông chơi cái trò chơi này, trời ơi, mà ông còn hù nữa, ông chơi. Mà đây chả có gì đáng sợ hết. Trời ơi. Làm cái gì đó cho nó vui được không? Ông đi sợ đúng không? Đây nè, tôi chịu hồi mai vậy trong chưa? Được rồi, mình sẽ bắt đầu gõ cái gương. Ok, gõ đi. Ây da, anh đồ, đó đập rồi đó. Giờ có chuyện gì? Ủa sao chưa thấy chuyện gì xảy ra hết chị ta? Ây! Đánh gì vậy? Bỡ là cái điểm xui rủi nó sẽ đến với tụi mình đó. Mọi người cẩn thận nha. Đã nói rồi, thì có điểm xui. Tụi mày không chuẩn bị trước. Tụi mày sẽ bị dựng ra gì đó. Thì không muốn chơi có điểm xui này đó. Em chuẩn bị là chuẩn bị anh rồi đó. Ừ, có sự hiện diện của anh là cứu tụi em rồi đó. Thì họ đã bị con ma sợ ông luôn. Cái gì vậy? Cái gì ba chưa? Sao bay bỏ tụi tôi? Ơi, chết rồi. Rồi luôn rồi. Ơi, trời ơi, hôm nay nó cứu rồi chị Dâm ơi. Từ ngày nó cứu rồi sao? Là bây giờ không có ai lo cho tụi mình nữa rồi. Vậy bây giờ dừng trò chơi này bằng cách nào? Dừng trò chơi này bằng cách nào bây giờ? Cho họ dừng trò chơi bằng cách nào? Bây giờ mình lỡ đánh bể gương rồi, bây giờ làm sao? Thôi đỡ của mình chơi là nếu như tụi mình không có cẩn thận thì tụi mình bị bắt vô thế giới gương là chôn ở trọng luôn đó. Cái gì? Ôi trời, xong nói sao? Giờ mới nói. Mình phải chết đi, chết rồi. Bây giờ ba chết bỏ tụi mình lại rồi mấy bạn ơi, chết rồi. Tụi mình chưa nghĩ tới cái vấn đề này sẽ xảy ra. Bây giờ cái vô chốn đi, cái vô chốn đi. Ờ, chốn. Xuống nhà tắm hả? Ở đây là sâu nhất. Cắt đèn. Nủ đi chỗ khác đi, chở con gái. Trời ơi, có tắm đâu mà còn chở con gái. Gì vậy? Ông cũng biết trong đây vậy. Ủa? Em ngồi em nói ông này đây chỗ gái đi, ông muốn quýnh em chứ. Gì vậy? À đủ tiền mà họ đủ đi chỗ khác đi, đi chỗ khác. Cái gì vậy? Đủ này ông kia trong đây mà. Ủa? Đi ra đây. Này con kia trong đây mà. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Thôi là nhường á, chỗ gái nó nhường á, nhường á, nhường á. Mà nó dưới đó là. Trời ơi. Trời, nhà chị giống quá cho nó trốn vậy. Rồi đi ra đi, đây chỗ con trai mà. Nhà tôi mà ba luôn á. Ở kệ đi, ở đại đi, trốn đại đi, trốn đâu được trốn đi. Trời ơi, sợ quá vậy trời. Trời ơi, người các ngươi đã hạ thông gia của em chơi. Trời ơi. Trời ơi. Cầm cái gì trên tay vậy? Nhìn nó, cái mặt của nó thơ, nhìn mặt nó tươi ghê. Con ma, con ma đó nó cầm bông bông với bậy ơi, con ma đó là ma bông. Ma bông kìa. Ôi ơi, con ma bóng. Cái miệng của nó cười tới mày thay luôn á. Mày biết đi, tụi tao không chơi trò chơi này nữa. Tụi tao muốn kết thúc. Tụi tao muốn kết thúc. Bây giờ mấy người. Ôi, nó không có vô được nhà, nó không có vô được nhà. Nó không có vô nhà thì mình an toàn rồi. Ủa, đi nha, ba chết cuối cùng anh không giúp mình. Ôi, chạy ba chạy. Nó vô nhà kìa. Chạy, 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 đặt xuống nó chạy luôn. Ôi, vô nha, ba chết mà không ra đâu, đi đâu cũng tiền luôn các bạn. Ôi, chạy đi. Con ma chưa? Chán quá. Có con ma nãy giờ chí mà. Kìa. Ủa, nó đâu rồi? Không thấy hả? Ở đâu? Sao mỗi lần ra ba chết xuất hiện là nó lại biến mất vậy kìa. Cứu con ma.
Nói chứ là con ma mọi người đang sợ đó hả? Đúng rồi, nó là con ma bóng đó. Ông lên ông xử nó đi, nó chui từ trong gương ra đó. Dạ ba ba chứ. Chui từ trong gương ra luôn sao? Chiếc gương vỡ hồi nãy chính nó sao? Nó có lưng ông nha. Xong rồi. Nó chết queo rồi. Ủa? Ủa? Nó đâu nữa vậy? Nó chưa chết nữa. Ở đâu vậy? Mấy người không cần biết, là người trên đó sao? Nó trên đó kìa. Kìa nó trên, nó đổi màu rồi. Chiếc tay dễ dàng như vậy, giết hết tất cả các người, chết đủ luôn ha. Ôi giời ơi, nó lại biến mất nữa. Nó lại biến mất nữa rồi, giờ sao? Nó điên rồi, nó điên rồi, bà con ơi. Ủa, nó đâu rồi? Đó, tôi đã không có tung bay đi đâu rồi. Mà Jimmy có để ý không? Nó đổi màu rồi, nó từ màu trắng sang màu vàng rồi. Nó từ màu trắng, nó sang màu vàng mấy bạn ơi. Con ma này, con gương này sao nó lạ ghê á. Con ma này có thể đổi màu được đó. Nếu mà chúng ta giết được một hình dạng nào thì nó sẽ đổi màu khác. Ồ, thì ra là vậy. Ủa mà sao không biết vậy? Ủa, con ma này trời lắm. Nó chưa chết. Vậy là hồi nãy nó chết nên nó mới biến màu vàng. Nếu muốn giết ta là dễ sao? Ôi, ôi. Hình như là nó biến đổi màu lắm, mạnh hơn á. Ý dạ, ba chấp dụ nó để đá nó mọi người ơi, chứ không phải bỏ tụi mình. Mọi người không cần làm gì hết, để con đó cho tôi xử cho. Bây giờ ông có kế hoạch nào để xử lý nó chưa? Còn gì phải kế hoạch chứ. Trời ơi, ôi, nó trên nước kìa. Ôi, màu xanh rồi sao? Nó lên từ nước kìa. Nó nước rồi. Chạy đi. Ôi, con giết được tôi, con giết bạn của tôi. Ngon đi. Để tôi. Mày hả con? Bị ba ba chớp đánh nè con. Nó đâu rồi? Nó chết rồi. Nó chết tiếp rồi. Ôi trời, còn bao nhiêu đứa nữa trời. Cái con ma rương này chẳng có gì đặc sắc hết. Mà tại sao mọi người lại sợ nó đến như vậy? Trời ơi, ông có sức mạnh, tụi tôi yếu. Tụi tôi có lạ gì đâu. Tụi tôi có sức mạnh đâu mà đánh nó. Ông lo bây giờ nè. Nó ra một cái, ông cho tụi tôi đánh nó thử đi. Ông biết coi nó có chết không. Đúng là làng sinh tố nào cũng như nhau. Toàn là lũ chết nhát thôi. Cái nào ở đây tự nhiên đang nói kỳ cục vậy, tự nhiên chửi tụi tôi là lũ chết nhát chứ gì nữa, các người có làm gì được đâu. Vậy thì mọi người thử làm gì với con này đi nha. Chết rồi. Sao ôi, ha? Tự thân làm được gì không? Hay lại mất thêm hai đứa rồi đúng không? Tôi đã nói rồi. Tôi bị bắt vô trong gương hết rồi. Tôi đã nói rồi. Mọi người chỉ là phế phẩm thôi. Ông chủ tụi tôi phế phẩm này chứ mà ông không nên nói vậy chứ. Ông nói vậy người khác sẽ đau lòng rồi sao? Đó là sự thật. Lại là ngươi sao? Nó sẽ đổi màu nữa kìa mấy bạn ơi. Lần này là ngươi một con ca. Ngươi muốn gì ha? Một là thả tụi kia ra, không thì ngươi đừng trách. Người là tên quái quỷ nào mà mạnh vậy? Mình nhớ rồi, nếu mình đặt bể cái gương này luôn. Tên kia là Hi Ha Ba Ba Chớp. Nên nhớ cái tên này trong đầu của ngươi đi. Dạ Ba Ba Chớp, dạ Ba Ba Chớp. Phải là con người không mà lại sao mình đặt bể cái gương này á là bạn tôi sẽ mắc kẹt. Mà con ma nó cũng không thể bao giờ quay trở về gương lại được luôn á. Mà nó chết luôn á. Bây giờ nếu ngươi không thả bọn bạn ta ra thì tao cũng sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ đập vỡ cái kính đó và cũng không cho ngươi quay trở về cái nơi này của ngươi. Thử nó đi vậy ba 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 chớp. Được. Ôi. Ta biết ngươi ở đâu đó. Ôi. Trời ơi lại trời hơn quá không trách gì. Một là thả tụi bạn ta ra. Hai là ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ôi. Trời. Vô lại cái gương này sao? Con hai chết luôn rồi. Vậy giờ sao đây ba ba chớp? Còn hai đứa kia. Một là ngươi hãy thả những kia đứa kia ra. Hai là ngươi sẽ chết. Quá lâu rồi.
ơi. Mày ra đây rồi chứ đùa ta như vậy sao? Trời, ngươi muốn chơi đùa ta mà. Trời này, chưa có ba vậy hả? Ơi, hắn chết thiệt rồi nè, lần này là hắn chết thiệt rồi nè mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy không? Trời ơi là trời, bây giờ phải làm sao để cứu bạn tôi đây ba ba chứ ơi. Về nha con cưng, không quan tâm đến ngươi nữa. Ngươi nghĩ muốn đi là đi sao? Mở ra, đừng chết thiệt. Có vẻ như ngươi đang lo sợ. Bây giờ ngươi nhịp tim của ngươi đang tăng rất cao rồi. Ủa nó là ba nó đây là mạng cuối cùng của ngươi rồi đúng không? Hãy vô ta đi, cho ta về lại thế giới ngươi đi. Ta sẽ hạ bạn của ngươi ra. Thả tụi nó ra trước, rồi ta nói chuyện với ngươi sao? Hãy ra đây, cô ma nè. Là ngâu đi, ta phải xả một tên với ngươi. Hãy cho ta đi. Dạ trời ơi. Ngươi biết gì không hả? Cái ngu nhất của ngươi là đi tin lời một con cù đen đó. Ngươi nói sao? Ngươi nói cái gì vậy hả? Thả nó ra đi, ta thả nó bạn ngươi rồi. Dạ không dễ gì vậy đâu. Chết đi. Ôi cái gì vậy? Nghe ba ba chết giết con mai luôn sao? Đáng sợ quá trời ơi. Trong ấm nặng luôn á. Ôi trời ơi là trời. Ôi, ta giết xong cho các ngươi con đó rồi. Trời ơi, sợ gì nữa? Nhìn kìa, nhìn kìa cái xác của nó. À, nó đáng sợ gì mà nè, giết trong một giây. Ơi, con ma. Ghê ma đấy chứ mày ơi. Tiếc quá, lúc nãy ta phải xé xác nó nhiều hơn thì hay biết mấy rồi. Trời ơi, ông này ghê, máu lạnh quá. Đáng sợ quá. Không bao giờ muốn gặp lão mày đâu ghê. Về nói lại tụi nó, có người giúp tụi nó mà không biết cảm ơn là gì à? Tôi thay mặt tụi nó cảm ơn nha ba ba chớp ơi. Trời ơi ghê quá vậy trời. Ủa giờ mấy cái này sao không dẹp? Vậy là được rồi, mất hết rồi. Mình đi ngủ rồi. Ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá.